Các bạn có nhu cầu về đồ thể thao hãy liên hệ với shop thể thao Hoàng Long, điện thoại Zalo 0988 929 284. Thể thao Hoàng Long uy tín là trên hết, rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Điểm lương bằng 6-10. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận chung kết bóng chuyền gia nam trong khuôn khổ đại hội thể dục thể thao huyện Chợ Đồn năm 2022 giữa hai đội Lương Bằng và Đồng Lạc. Điểm số hiện tại ở trận đấu đầu tiên này đang là 6-10. Đồng Lạc phát bóng, xin lỗi các bạn, đội Lương Bằng phát bóng. Thành công của Đồng Lạc, phát bóng không qua. Đồng Lạc. Điểm Lương Bằng. Điểm cho Lương Bằng 7-10. Phát bóng ra ngoài của các cầu thủ Lương Bằng. Điểm cho Đồng Lạc 11. Điểm 11-7 cho Đồng Lạc. Còn cầu thủ rất hay của Đồng Lạc. Sau đầu. Điểm tiếp cho Đồng Lạc 12-7. 12-7. Tốt của 29 bên phía Đồng Lạc. Điểm cho Đồng Lạc. Điểm cho Đồng Lạc 13-7. Chào Hoàng Trường Sơn nhá. Và bắn trắng của Ngọc Hoàng. Điểm cho Đồng Lạc 14-7. Anh xem điểm cho Đồng Lạc 14-7. Và đánh bóng không có lưới của các cầu thủ Lương Bằng. Điểm cho Đồng Lạc. Điểm tiếp cho Đồng Lạc 15-7. Và chắn bóng tốt. Như vậy là trọng tài xác định lối sang sân của các thủ Lương Bằng. Điểm tiếp cho Đồng Lạc 16-7, đặc biệt là 9 điểm cho Đồng Lạc. Cách biệt rất lớn ở trận chung kết nam này. Cầu thủ rất hay của các cầu thủ Đồng Lạc. Đúng rồi, đây là đã có điểm cho các thủ Lương Bằng. Điểm cho Lương Bằng. Điểm cho Lương Bằng 8-16. Bóng ra ngoài của Nguyễn Ngọc Hoàng. 16. Điểm 9-16 cho Lương Bằng. Mặt trắng ra ngoài. Điểm cho Lương Bằng 10-16. Điểm cho Lương Bằng 10-16. Đây là cầu thủ của Lương Bằng đang đi chân đôi giày VHD nha các bạn nhé. Tôi thấy có 3 cầu thủ đang đi giày VHD ở trên sân. Ngọc Hoàng chạm tay trả tay của Lương Bằng rồi. Điểm 17-10 cho Đồng Lạc. Lương Bằng ra ngoài. Điểm cho Đồng Lạc 17-10. Trong sân. Lương Bằng điểm cho Lương Bằng. Điểm cho Lương Bằng 11-7 cho Lương Bằng. 11-17.
Điểm cho Đồng Lạc 18-11. Điểm 18-11 cho Đồng Lạc. Alo. Alo. Nhà mình có phải bán quần áo thể thao không? Vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà không có ai nhà đấy. Ôi, em đang mới chờ đồn chứ ơi. Vâng. Con đi chị gọi xong nhưng em đang bận tí. Tí em quay lại cho. Chắn của cao thủ Đồng Lạc. Điểm cho Lương Bằng 12-19. Pha bóng nhỏ tốt của cao thủ Đồng Lạc. Điểm cho Đồng Lạc 20. 10-12 cho Đồng Lạc. Bằng đúng rồi. Tốt của Lương Bằng. Điểm của số 5 Lương Bằng. 13-20. Bài tập rất tốt của cầu thủ Đồng Lạc. 21-13 cho Đồng Lạc. Và phạt bóng của Lý Hoàng Anh. Bóng lật chắn của Đồng Lạc. Điểm cho Lương Bằng 14-23. Cho các bạn 14-21. Hết biết 7 điểm. Và một bóng lỏng tay rất hay của Lý Hoàng Anh. Điểm Đồng Lạc 22-14. Hết biết là 8 điểm cho Đồng Lạc rồi. Con Ngọc Hoa. Đồng Lạc đánh con đánh bóng sang ngoài của Ngọc Hoa. Điểm Lương Bằng 15-22. 15-22 cho Lương Bằng. Đồng Lạc 23-15. Và cầu thủ bằng chân rất hay của số 6 Đồng Lương Bằng. Tôi cho cầu thủ Đồng Lạc hay đây. Điểm Đồng Lạc 24-15. Điểm set point cho Đồng Lạc rồi, 24-15. Bóng ra ngoài điểm 25-15 cho các thủ Đồng Lạc. Đây là kết thúc set thi đấu đầu tiên đội Đồng Lạc giành chiến thắng 25-15 và đó tạm vươn lên dẫn trước đội Lương Bằng số 1-0. Mời quý các bạn tạm nghỉ phút trước khi theo dõi hiệp đấu thứ 2 của trận chung kết này.
số 4, cầu thủ mang áo số 9, vị trí số 5, cầu thủ mời mang số 1 quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại sân vận động thị trấn Bằng Lũng để theo dõi set thi đấu thứ 32 trận chung kết bóng chuyền gia nam giữa hai đội Đồng Lạc và Lương Bằng. Hiệp trận đấu đầu tiên thì đội Lương Bằng phát bóng đã xuất thủ 15 trước cầu thủ Đồng Lạc. Bây giờ trận đấu thứ hai này đội Lương Bằng phát bóng trước Lý Hoàng Anh và để bóng rất cao tầm của Lý Hoàng Anh. Tiếp tục Hoàng Anh. Đầu ơi, rồi. Ra ngoài của đội Đồng Lạc. Điểm Lương Bằng. Điểm Lương Bằng 1-0. 19/6 anh chị ơi, ok chị nhá. Bên năm nay có giỏi khỏe không? Không phải phù đống không nhỉ chị ơi? Quả bóng tốt của Lý Hoàng Anh. Điểm cho Đồng Lạc 1-1. 1-1. Lương Bằng 2-1. Còn phòng thủ tốt của Lương Bằng. Nú và nhỏ không thành công. Sang rồi. Rồi cho Đồng Lạc. Rất cao tầm của Lý Hoàng Anh. Đồng Lạc 2-2. Điểm cho Đồng Lạc 2-2. Tốt của Đồng Lạc. Điểm 3-2 cho Đồng Lạc. Điểm Đồng Lạc 3-2. Còn trận bóng tiếp điểm Đồng Lạc 4-2. Trận bóng của Hoàng Anh. Điểm 4-2 cho Đồng Lạc. Số 1 bên phía Lương Bằng. Điểm Lương Bằng 3-4. Nhúng nhanh vào số 3 của các cầu thủ Đồng Lạc. Đập bóng tốt. Điểm Đồng Lạc 5-3. Số 2 bên phía Đồng Lạc. Điểm 5-3 cho Đồng Lạc. Đồng Lạc đang là đương kim vô địch của bóng chuyền gia nam chợ đồn nhá. Họ đã vô địch năm 2020. Bóng trong sân và quay bóng trong sân. Một tay rất hay của điểm Lương Bằng Đồng Lạc 4-5. Lương Bằng. Điểm cho Lương Bằng 4-5. Ngọc Hoàng cũng được, không qua được hàng chắn của Lương Bằng. Tiếp tục là Ngọc Hoàng. Ba pha đánh bóng liên tiếp không qua chắn của Ngọc Hoàng. Cú đánh tốt của các cầu thủ Đồng Lạc. Cơ hội sau đầu, biên 4, biên 2. Không qua được hàng chắn, điểm cho Đồng Lạc 6. Điểm Đồng Lạc 6-4. Ừ.
Được một cất lối của các cầu thủ Đồng Lạc, Lương Bằng, hội cho Đồng Lạc. Ai đây? Ngọc Quang. Được. Đẹp bóng tốt. Điểm Đồng Lạc. Của Đồng Lạc. 7-4. Điểm 7-4 cho các cầu thủ Đồng Lạc. Lương Bằng đánh bóng tốt, điểm Lương Bằng. Đập bóng tốt. 7. Điểm Lương Bằng. 5-7. Còn. Bóng ngoài sân, điểm Đồng Lạc. Điểm cho 8-5. Không qua lưới. Quả bóng chưa qua lưới, điểm Đồng Lạc. 9-5. Linh Môn nhá. Đập bóng chưa qua lưới, điểm Đồng Lạc 10-5. Còn nhanh. Lọt chắn của cầu thủ Đồng Lạc, điểm cho Lương Bằng. Điểm Lương Bằng 6-10. Lương Bằng phát bóng. Không. Điểm Đồng Lạc 11-6. Điểm cho Đồng Lạc 11-6. Rất kiên cường của cầu thủ Đồng Lạc, các cầu thủ Lương Bằng. Và nhỏ không được. Ôi, Hoàng Anh. Rất chân trắng của Lý Hoàng Anh. Trắng của đồng Lương Bằng rồi. Tội cho Lương Bằng. Bóng ngoài sân. Rồi là pha đánh bóng của số 5. Điểm Đồng Lạc 12-6. Điểm tiếp cho Đồng Lạc 12-6. Tốt của Đồng Lạc. Đập bóng tốt, điểm Đồng Lạc 13-6. Điểm 13-6 cho Đồng Lạc. Phát bóng ra ngoài, điểm cho Lương Bằng. Bóng ngoài sân. 7-13. Điểm Lương Bằng 7-13. Bóng ngoài sân. Điểm Lương Bằng 8-13. Đánh bóng ra ngoài của cầu thủ Đồng Lạc, điểm cho Lương Bằng 8-13. Đặc biệt là 5 điểm. Khoảng cách đấu thứ hai này. Trận đấu có vẻ không sôi nổi cho lắm các bạn ạ. Đánh bóng chiên chắn của Lương Bằng. Bóng rất tốt của Hoàng Anh.
điểm cho Đồng Lạc 14-8. Bật rất cao của Lý Hoàng Anh. Chắn tốt. Chắn bóng tốt, điểm Đồng Lạc 15-8. 15-8. Còn Hoàng Anh trên chắn của Lý Hoàng Anh, điểm chất Đồng Lạc 16-8. Chào bạn Nguyên nhá, chào Mai Xuân Đô, Nguyên cổ vũ cho Lương Bằng à bạn ơi, chưa biết được đâu bạn ơi. Hoàng Anh vẫn còn. Vậy là trọng tài xác định lối hai chạm của điểm Đồng Lạc 17-8. Điểm 17-8 cho các thủ Đồng Lạc. Số 29 của Đồng Lạc tên là gì nhỉ bạn Nguyên ơi? Điểm Đồng Lạc 18-8. Của Đồng Lạc là đội Lương Bằng xin tạm dừng hội ý. Điểm 18-8 cho các cầu thủ Đồng Lạc. Lương Bằng đã xin tạm dừng hội ý kỹ thuật lần thứ nhất ở các thi đấu thứ hai này. Họ đang bị dẫn cách biệt là 10 điểm, cách biệt rất lớn ở một trận chung kết. Trận chung kết Lương Bằng cảm thấy là có vẻ là không sôi nổi cho lắm, không đúng với bóng đúng rồi bạn Nguyên này, thấy Hoàng Anh bật cao, bật chất cao, tuy nhiên là em ra tay không dùng hết lực, nếu mà dùng hết lực thì bóng đi rất mạnh, nhiều quả thì trên chắn nhưng mà chạm chắn bóng vẫn có thể cứu được, nhưng mà em dùng hết lực thì khó có thể cứu, chỉ có cơ hội cho các thủ Lương Bằng. Lý Hoàng Anh là sinh năm 2001 đúng không em ơi? Khả năng thế. Ngồi Lương Bằng đánh chậm lắm, đá đấy sôi nổi thế nào cả. Nói chung cả hai đội đánh trận chung kết này không đấy nhiệt tình và sôi nổi lắm. Điểm siêu. Khán giả ở ngoài sân xem. Hết 30 giờ hội ý, xin mời hai đội tiếp tục trở lại sân thi đấu. Tỷ số hiện nay đang là 18-8, nghiêng về Đồng Lạc. Trận đấu tiếp tục. Đồng Lạc phát bóng, phát bóng của Hoàng Hưởng. Bóng đập bóng tốt, điểm cho Lương Bằng, điểm Lương Bằng 9-18. Một của Lương Bằng phát bóng siêu rồi này. Tốt của số 8 bên phía Đồng Lạc. Điểm Đồng Lạc 19-9. Điểm 19-9 cho Đồng Lạc. Chào Hoàng Máu nha. 12 Nguyễn Ngọc Hoàng, thủ công khét tiếng một thời của Chợ Đồn. Sinh năm 1991. Đang ở thời đỉnh cao phong độ, tuy nhiên ở trận này anh chỉ vào chân bán cảnh mà thôi. Vào bỏ nhỏ của Hoàng Anh. Cú bóng tốt. Hoàng Máu ấy, số 8 của Đồng Lạc tên là gì đấy? Em sao? Quỳnh Kết Ly. Quỳnh Chuyên. Tốt của Hoàng Anh. Cẩn tiếp thật. Chết rồi. Đập bóng tốt, điểm Đồng Lạc
20-9. Ok, Hoàng Máu nhỉ? Thế là Huỳnh Kelly đúng không nhỉ? Đúng rồi. Hôm qua có một bạn comment nhắn tin cho mình nhưng mình không nhớ mặt mũi đâu. Bóng ngoài sân. Phạt bóng ra ngoài. Điểm Lương Bằng 10-20. Điểm 10-20 cho Lương Bằng. Không qua lưới, rất đáng tiếc. Bóng không qua lưới, điểm Lương Bằng 11-20. So với đà tấn công của Hoàng Anh. Điểm 11-20 cho Lương Bằng. Năm nay Đồng Lạc thiếu Hiếu Đen, Thái Nguyên, Thái Tuyên Quang. Hiếu Đen à, Hiếu Đen hôm qua. Đã tập bóng rất tốt của Đồng Lạc. Đang đi nghĩa vụ. 21-11. Không về được. Kể không có Hiếu với lại Thái thì Đồng Lạc cũng trên cơ rồi. Có cơ hội cho Lương Bằng đấy, bắt bước một cũng không được thì đánh rất dễ. Điểm Đồng Lạc 22-11. Bắt bóng đơn giản nhất mà không bắt được bước một. Đánh chậm lắm. Điểm 22-11 cho Đồng Lạc. Ở trận đấu nữ lúc đấy rất hay nha các bạn nhé. Chung kết nam này không người hay mà trận bóng tốt. Điểm Đồng Lạc 23-11 rồi. Điểm Đồng Lạc 23-11. Đặc biệt là 12 điểm cho Đồng Lạc. Nhiệt mênh mông. Đập bóng tốt. Điểm Lương Bằng 12-23. Điểm cho Lương Bằng 12-23. Anh đoán là trận chung kết này 3-0. Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng bật rất cao, tuy nhiên là điểm Lương Bằng 13-23. Bây giờ trọng tài đã bắt lỗi sang sân của Đồng Lạc. Sang sân của Ngọc Hoàng. Điểm Lương Bằng 13-23. Nhanh thì số 2. Đồng Lạc. Điểm Đồng Lạc 24-13. 24-13. Set point cho Đồng Lạc rồi. Và phạt bóng của Huỳnh Kelly. Tối rồi, tối rồi. 25-13. Lương Bằng hiệp thi đấu thứ hai kết thúc. Đồng Lạc giành chiến thắng 25-13. Kết thúc set đấu thứ hai, Đồng Lạc giành chiến thắng 25-13 trước các cầu thủ Lương Bằng, qua đó vươn lên dẫn trước đội Lương Bằng với tỷ số 2-0 qua hai set thi đấu. Lương Bằng có sự thay đổi vận động viên số 10 vào sân. Bóng không có lưới của Ngọc Hoàng. Vậy là Ngọc Hoàng đã điểm đầu cố tiên tình thuộc thả về Lương Bằng. Được. Không. Phạt bóng không có lưới, điểm 1-0 cho Lương Bằng. Và phạt bóng của số 10 Lương Bằng. Huỳnh. Vậy là phạt của Hoàng Hưởng. Điểm Đồng Lạc. Bóng bật chắn ra ngoài, điểm một, cho Đồng Lạc. 1 đều. Chào 57 quý vị khán giả đang xem nhé. Quý vị thật xem hay đến like và chia sẻ cho nhiều người. Bóng ngoài sân. Điểm Đồng Lạc 2-1. Điểm tiếp cho Đồng Lạc 2-1. Và phạt bóng của Hoàng Hưởng. Phạt bóng không có lưới, điểm 2 đều. Như vậy là các điểm Lương Bằng 2-2. Đồng Lạc có vẻ chơi rất fair play. Hai pha phạt bóng qua lưới liên tiếp. Không có lưới liên tiếp. Điểm cho Lương Bằng 2 đều. Hai đây. Vẫn còn. Còn.
và chơi bóng bằng chân của số 2 bên phía Lương Bằng, Hoàng Anh. Và đánh bóng chân trắng của Hoàng Anh. Được bóng tốt, điểm Đồng Lạc 3-2. Điểm 3-2 cho Đồng Lạc. Ở đây số 6 hạ mật rất cao, đánh bóng rất nhẹ nhàng. Không hiểu ý của hai cầu thủ 29 và số 6 bên phía Đồng Lạc để bóng rơi tới góc. Điểm 3 đều cho Lương Bằng. Không qua được chắn của Hoàng Anh. Bóng 1 của Ngọc Hoàng. Hay đây. Bóng ngoài. Đây là bóng chạm chắn của Lương Bằng đi ra ngoài. Điểm cho Đồng Lạc. Điểm Đồng Lạc 4-3. Và phạt bóng của Lý Hoàng Anh. Bước 1 rất lỗi. Biểu điểm cho các cầu thủ Đồng Lạc. Đồng Lạc 5-3 cho Đồng Lạc. Tôi không hiểu tại sao là đội Lương Bằng lại đi đến trận chung kết này được các bạn ạ. Không hiểu, mình không được chứng kiến họ đánh ngoài vòng bảng đánh hay như nào. Tuy nhiên là ở trận chung kết này họ đánh rất tuyệt vời. Phát bóng chưa có lưới. Điểm Lương Bằng 4-5. Phát bóng không có lưới thứ 3 của các đội Đồng Lạc. Điểm 4-5 cho Lương Bằng. Bóng trong sân, điểm Đồng Lạc 6-4. Từ Bạch Thông lặn lội 60km sang đây để theo dõi trận chung kết này. Mong chờ một trận chung kết hấp dẫn, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay. Tuy nhiên đến nay là đành thất vọng ra về em ơi. Trận đấu trẻ nhạt quá. Điểm Lương Bằng 5-6. Không hay bằng giải hội khỏe phụ đồng học sinh cấp 3. Hội khỏe phụ đồng học sinh cấp 3 đánh con này ơi. Điểm Lương Bằng 5-6. Và bóng tốt của Hoàng Hưởng. Điểm bóng Đồng Lạc 7-5. Điểm Đồng Lạc 7-5. Sáng nay anh dậy từ lúc 5 giờ cơ, lặn lội sang đây 7 giờ hơn. Đi đường trời lại trời mưa nữa cơ. Ướt hết cả người luôn. Bắn con. Không được. Cứu bóng không thành công. Điểm Đồng Lạc 8-5. Điểm 8-5 cho Đồng Lạc. Đúng rồi chị Tuyến ơi, em còn thấy đội cấp 3 nữ của chị đánh còn hay hơn. Thật luôn đấy chị ạ. Đập bóng tốt, điểm Lương Bằng 6, như kiểu 8. Là các cầu thủ mới tập chơi vậy. Điểm 6-8 cho Lương Bằng. Và phạt bóng của số 5 bên phía Lương Bằng. Hoàng Hưởng không qua được hàng chắn của Lương Bằng. Đây pha ra tay của số 9. Đây không được ạ. Rất hay, pha phòng thủ tốt của điểm Lương Bằng 7-8. Hoàng Anh tuy nhiên là đồng đội đã hỗ trợ không thành công. Điểm cho Lương Bằng 7-8. Tốt của số 29 điểm Đồng Lạc 9-7. Và quay tay về phía sân bên phía Lương Bằng. Điểm 9-7 cho Đồng Lạc. Lên và phòng thủ tốt của Huỳnh Cát Ly. Và ra tay của Lý Hoàng Anh. Còn cầu thủ kiên cường của Đồng Lạc. Tiếp tục là số 9 của Lương Bằng.
Vậy là trọng tài quyết định lỗi chạm lưới của điểm Lương Bằng Đồng Lạc, 8, điểm cho Lương 9. Bằng 8-9. Vậy là không những lời động viên của khán giả thì hai đội đã đánh có vẻ là nhiệt tình hơn đôi chút rồi. Hoàng Anh, chiến thắng của Hoàng Anh, đập bóng tốt rồi, chuyền hai và điểm Đồng Lạc 10 không thành công. 8. Điểm 18 cho Đồng Lạc. Bóng ra ngoài, rồi là phá ra tay của Hoàng Anh. Bóng ngoài sân. Điểm Lương Bằng 9, 10. 10 cho cầu thủ Lương Bằng. Vậy là ngay lúc này trận trời đã ngất mưa. Bóng rơi từ đó trong sân. Điểm trong sân. Lương Bằng 10 đều. Điểm Lương Bằng 10 đều. Vậy là khán giả đã bắt đầu cổ vũ rồi. Tôi đã bắt đầu thấy tiếng đánh la hét cổ vũ của các cầu thủ. Các khán giả cổ vũ cho cả đội. Điểm 10 đều. Mình kết ly. Tại sao đội bóng chạm chắn của Lương Bằng ra ngoài. Chắn bóng ra ngoài. Điểm Đồng Lạc 11-10. 11-10 cho các cầu thủ Đồng Lạc. Và phạt bóng của trên hai bên phía Đồng Lạc. Phạt bóng ra ngoài. Bóng ngoài sân. 11 đều cho Lương Bằng. Điểm Lương Bằng 11-11. Lọt chắn rồi. Điểm cho Lương Bằng 12-11. Như vậy là lần điểm đầu Lương Bằng 12-11. Lương Bằng vươn lên dẫn trước đội Đồng Lạc. Cổ vũ cho Lương Bằng đi các bạn ơi. 12-11. Lương Bằng phát bóng. Rồi là lối sang sân của điểm các cầu thủ 12-12. Lương Bằng, rồi là các cầu thủ. Vừa rồi thì một vận động viên Lương Bằng đã sang sân. Đồng Lạc thiếu người nên là đã chạy sang sân của đội Đồng Lạc rồi. Điểm 12 đều cho Đồng Lạc. Cố tình phát bóng ra ngoài sân. Điểm 13-12 cho Lương Bằng. 13-12. Vậy là phát bóng ra ngoài của Lý Hoàng Anh. Ngọc Hoàng, để bóng của Ngọc Hoàng nhiều. Điểm Đồng Lạc 13 đều. Rất khó, được một rất khó. Điểm Lương Bằng 14-13. Điểm cho Lương Bằng 14-13. Rồi các cầu thủ Đồng Lạc đã không nhiều ý. Cầu thủ chuyền hai đã đẩy cầu thủ đang định chuyền. Cuối cùng là bóng đi ra ngoài. Điểm cho Lương Bằng 14-13. Một pha chuyền hai cho các điểm Lương Bằng 15-13. Điểm Lương Bằng 15-13. Đồng Lạc xin tạm dừng hội ý. Đồng Lạc xin tạm dừng hội ý chiến thuật lần thứ nhất ở lần thi đấu thứ hai này, thứ ba này các bạn ạ. Trên màn ảnh của quý các bạn đang khán giả thì chế toàn cũng đến cổ vũ cho cả hai đội. Sẽ chung kết là bây giờ đến rất đông các bạn ạ. Chào anh Đức Thực nhá. Thực coi nữ đánh xong rồi thực coi. Oh, I didn't know.
Trận đấu tiếp tục. Tốt của Lương Bằng. Rồi là pha không, như vậy là trọng tài xác định lỗi dính bóng của trên 20 điểm Lương Bằng 14-15. Điểm cho Đồng Lạc 14-15. Trọng tài đã bắt lỗi dính bóng của Lương Bằng. Điểm 15 đều cho Đồng Lạc. Điểm Đồng Lạc 15 đều. Các cầu thủ Lương Bằng tự làm hỏng mà thôi. Các đội Đồng Lạc đã hay hơn. Tuy nhiên là đội Lương Bằng hỏng nhiều hơn. Ngọc Hoàng. Tốt của số 5 Lương Bằng. Đập bóng tốt, điểm Lương Bằng 16-15. 15 cho Lương Bằng. Điểm Đồng Lạc 16-16. Người là của Hoàng Hưởng. Điểm 16 đều cho Đồng Lạc. Bóng bật chắn của Lương Bằng ra ngoài. Điểm cho Đồng Lạc 17-16. Điểm Đồng Lạc 17-16. Trận bóng tốt của Lý Hoàng Anh. Đồng Lạc 18-16. 8-16. Vậy là Đồng Lạc lại vươn lên dẫn trước đội Lương Bằng cách biệt 2 điểm rồi. 18-16. Nói 200 rồi, chúng tôi sẵn sàng không bắt. Điểm cho Lương Bằng 17-18. Điểm Lương Bằng 17-18. Tốt của Lý Hoàng Anh. Đập bóng tốt. Điểm 19-17 cho Đồng Lạc. Điểm Đồng Lạc 19-17. Điểm cho Đồng Lạc 20-17. Điểm Đồng Lạc 20-17. Lý Hoàng Anh. Bóng trong sân. Bóng trong sân. Điểm Lương Bằng 18-20. Như vậy là trọng tài viên căng cờ báo hiệu là bóng đi ra ngoài. Tuy nhiên trọng tài chính xác định bóng trong sân. Điểm Lương Bằng 18-20. Bóng ngoài sân. Điểm Lương Bằng 19-20. Tiếp cho Lương Bằng 19-20. Trận bóng thành công, điểm Lương Bằng 20-20. Điểm 20 đều cho Lương Bằng.
Và trận bóng tốt của Huỳnh Kelly. Điểm Đồng Lạc 21-20. 21-20 cho Đồng Lạc. Đồng Lạc còn cách chiến thắng ở trận đấu này 4 điểm nữa thôi. Cầu thủ mã số 9 của Liêu Bằng rất cao. Điểm Đồng Lạc 22-20. Anh lại đẩy bóng đi ra ngoài. Điểm cho Đồng Lạc 22-20. Điểm Đồng Lạc 23-20. Đồng Lạc 23-20. Lương Bằng xin tạm dừng hội ý. Đây là đội Lương Bằng đã xin tạm dừng hội ý chiến thuật tốt lần thứ hai ở set thi đấu thứ ba. Họ đang dẫn trước 3 điểm 23-20. Kính thưa quý vị khán giả, có một khán giả mải xem bóng truyền đã đánh rơi chìa khóa. Vậy ai nhặt được thì gửi lại chỗ bàn của ban tổ chức để trả lại người rơi. Và có ai nhặt được một chùm chìa khóa thì gửi lại chỗ bàn ban tổ chức để trả lại người rơi. Xin cảm ơn ạ. Tiếp tục một pha bước một rất lỗi của các cầu thủ Lương Bằng, nhưng họ vẫn cứu bóng thành công. Cơ hội Hoàng Anh và ghi điểm của Huỳnh Kelly. Điểm cho Đồng Lạc 24-20. Mét point cho các cầu thủ Đồng Lạc rồi, có nghĩa là trận đấu kết thúc ở đây các bạn ạ. Vậy là điểm cho Lương Bằng 21-24. Chúc mừng đội Đồng Lạc đã trở thành nhà vô địch trao giải bóng truyền năm 2022. Chúc mừng đội Lương Bằng đã về vị trí thứ hai. Xin mời đội trưởng của hai đội lên ký biên bản thi đấu. Nam Nguyễn Cơ Đồn năm 2020-22. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thì các bạn hay xem hay thấy like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem, nhớ đăng ký của kênh để nhận thông báo và đón xem video mới nhất của kênh. Nếu thì chúng ta tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đề nghị đội trưởng Lương Bằng lên ký biên bản thi đấu.